Chú hứa với một bà là ngài sẽ đến thăm bà vào ngày đó. Bà rất hãnh diện về điều này. Bà cọ rửa, lau chùi, đánh bóng, quét bụi và xếp đặt mọi thứ sẵn sàng. Bà ngồi và đợi chú đến. Đột nhiên có tiếng gõ cửa. Bà vội chạy ra. Vừa đẩy cửa, bà thấy một người ăn xin đứng đó. Bà liền nói, "Không, hôm nay tôi không giúp anh, vì chú luôn ở với anh rồi. Tôi đang nóng lòng đợi chú đến, không thể giúp anh điều gì." Bà đuổi anh và đóng cửa lại mấy phút sau lại có tiếng gõ cửa bà mở cửa nhanh hơn trước thấy gì vài người già nghèo nàn rất tiếc tôi đang đợi chúa đến hôm nay tôi không thể giúp đỡ các ông rồi bà đóng sầm cửa lại một lát sau lại có tiếng gõ cửa bà mở và lại thấy một người ăn xin rách rưới anh xin ăn và nghỉ qua đêm ồ hãy để tôi yên tôi đang đợi chúa đến tôi không thể tiếp anh người ăn xin ra đi và bà tiếp tục ngồi chờ hàng giờ trôi qua và màn đêm buông xuống nhưng cũng chẳng thấy dấu hiệu gì của chúa bà băn khoăn không biết ngài ở đâu cuối cùng bà đành lên giường nằm chờ bà ngủ quên và mơ thấy chúa đến với bà và nói hôm nay ta đã đến với con ba lần và cả ba lần con đều đuổi ta